Tầng 2 với chủ đề thế giới. Đầu tiên, bạn sẽ bị thu hút bởi những bức tranh mảnh ghép trên toàn thế giới đang có mặt tại căn phòng này. Tất nhiên, nhìn lắp ghép có vẻ đơn giản, nhưng thực ra không đơn giản chút nào. Vì thế, chúng ta phải biết ơn tới những người làm nên chúng. Tôi rất vui khi được chiêm ngưỡng những bức tranh nổi tiếng như thế này. Hôm nay trưng bày bức tranh Picasso của Pháp với khoảng 120 miếng ghép. Những bức tranh nổi tiếng trên thế giới đều có mặt tại đây. Những đứa trẻ sẽ rất thích nơi này đây, vì những bức tranh hoạt hình và những tác phẩm mảnh ghép. Ở đây không chỉ được thưởng thức những bức tranh nổi tiếng, mà còn được thưởng thức những tuyệt tác từ mảnh ghép. Khu này là khu gì nhỉ? Có những bức tranh phát sáng trong bóng tối. Đồ ngầu này là tranh phát sáng. Vâng, bây giờ tôi đang đứng trong một căn phòng tối và có rất nhiều bức tranh mảnh ghép phát sáng lấp lánh. Vậy đây là căn phòng như thế nào nhỉ? Đây là căn phòng của những bức tranh ánh sáng. Bên ngoài những bức tranh được làm từ những mảnh ghép phát sáng, nên chúng có thể phát sáng lấp lánh trong suốt 12 giờ. Đây là nơi mà bọn trẻ có thể xem những trò múa rối bằng các bộ phận trên cơ thể, bằng cách là sử dụng bóng tối và một bức tranh sáng để trình diễn. Những thứ như thế này không chỉ trẻ em mà ngay cả người lớn cũng thích chúng. Mọi người gọi đây là bóng đèn tĩnh điện. Bóng đèn tĩnh điện, thử nhé. Ôi, trông như điện giật nhỉ. Thế này thì bọn trẻ sẽ thích lắm đây. Đây là trò chơi tạo hình với bóng rất là khó. Bất kỳ khi nào ở đâu, chỉ cần có ánh sáng là có thể tạo ra những hình ảnh đa dạng. Bây giờ tôi đang làm hình con chó đây. Trông giống không? Dáng vẻ lắp ghép những mảnh ghép rất nghiêm túc đúng không? Trải nghiệm thủ công mỹ nghệ, trải nghiệm bong bóng, trải nghiệm giấy thủ công. Các chương trình trải nghiệm ở đây cũng được chuẩn bị rất đa dạng. Vì thế đây là một nơi cho bọn trẻ những kỷ niệm thật là vui vẻ. Có khoảng 40 trải nghiệm rất thích thú. Bọn trẻ cũng có thể học tập qua những trò chơi thú vị này của bảo tàng. Nếu quý vị và các bạn đến Hồng Trần du lịch thì hãy cho bọn trẻ theo cùng nhé. Tôi đã đến một nơi mà có rất nhiều đồ vật thần kỳ và thú vị. Đây là không gian như thế nào nhỉ? Đây là nơi để gia công. Đây là nơi mà học sinh có thể vừa trực tiếp được gia công thực tế, vừa là nơi mà có thể học hỏi từng cái một. Trong số đó thì bọn trẻ thích nhất là thau nước hoàng gia này. Chúng ta thử nhé. Cùng xem nhé. Cho tay dúng vào nước rồi trà lên hai quai như thế này. Nhờ lực của bàn tay tác động vào mà nước rung động như thế này. Bạn thấy không? Bạn trẻ sẽ thích lắm. Đúng vậy, làm như thế này khiến chúng cảm thấy như mình có một năng lượng gì đó đã truyền vào đây. Vừa có thể học vừa có thể chơi, 2.1, không phải là một không gian tuyệt vời hay sao? Vâng, đúng vậy. Vừa có thể học về sự vận động của sự vật thần kỳ, vừa có các trải nghiệm nghệ thuật đa dạng. Bây giờ tôi sẽ thử cái chậu hoàng gia này nhé. Đầu tiên cho tay vào nước như thế này.
cha mẹ lên quai như thế này. À, tôi không giỏi về việc này lắm. Tôi nghĩ là làm cái này cũng không đơn giản, phải có kỹ thuật mới được. Các bạn ơi, người tôi đi đâu mất rồi nhỉ? Đúng là trải nghiệm thần kỳ. Các bạn ơi, tôi đã đến bảo tàng Thông Chun rồi. Đúng là một cơ hội tốt để cảm nhận và thưởng thức các trang thiết bị trò chơi đầy đủ tiện nghi như thế này. Đi nào!